chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin được sự phối hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Mỗi ngày bản tin mang đến những thông tin giá cả nông sản, các mô hình sản xuất hiệu quả cho lời cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhất là các mô hình ứng dụng công nghệ cao 4.0 thời hội nhập từ miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mà Lâm Đồng là tỉnh đi đầu cả nước sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bây giờ mời bà con và quý khán giả cùng điểm qua thông tin hôm nay. Đà Lạt chuẩn bị hoa Tết, giá các loại hoa nhập ngoại vẫn cao, hoa đang sinh trưởng tốt. Dưa lưới khắc chữ thư pháp đã chào hàng, ngắm dưa lưới heo vàng Kỷ Hợi 2019 độc đáo như thế nào? Bưởi da xanh Quýt Đường Long Trị đặc sản Hậu Giang nhận nhiều đơn hàng. Bảo Lộc sản xuất chế biến chè mang lại nguồn thu hơn 345 tỷ đồng, nâng cao mức sống nông dân. Cam Vinh cho trái ngọt trên đất Đờ Răng, cây trồng chuyển đổi đạt hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương. Bưởi da xanh, quýt đường là các loại trái cây chủ lực của tỉnh Hậu Giang. Hai loại trái cây này cũng được chọn để chưng Tết. Và hiện nay thì nhiều nhà vườn đã nhận được các đơn hàng từ thương lái nhưng mà vẫn còn chần chừ chưa chịu bán. Và nhà vườn lúc này thì đang chăm sóc bưởi và quýt đợi để bán Tết, hy vọng với giá cao hơn. Ghi nhận từ phóng viên chương trình, thời điểm này giá bưởi không cao hơn năm rồi, riêng quýt thì giá tăng mạnh. Mời bà con cùng cập nhật thêm giá trái cây của miền Tây. Hiện thương lái đã đến tận các nhà vườn trên địa bàn thị xã Long Mỹ để đặt cọc mua bưởi da xanh phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2019, dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng một ký tùy vào chất lượng trái cũng như giao thông thuận lợi. Theo các nhà vườn, giá bưởi đặt cọc năm nay không tăng cao so với các năm trước và chỉ cao hơn bán trong những ngày thường khoảng 10 đến 15.000 đồng một ký, nên nhiều nhà vườn chưa chịu bán, chờ giá cao hơn hoặc để bán lẻ trong dịp Tết. Thị xã Long Mỹ hiện có 340 hectare trồng bưởi da xanh, trong đó có 60% đang cho trái. Nếu nhà vườn trồng bưởi da xanh chưa chịu bán, thì các nhà vườn trồng quýt đường ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng và được rất nhiều người tiêu dùng đặt mua. Diện tích quýt đường hiện nay sẽ bắt đầu chín và được bán từ ngày rằm tháng Chạp đến 28 Tết. Do năng suất không nhiều nên nhà vườn chỉ bán lẻ với giá 50.000 đồng một ký, chủ yếu cho khách quen để làm quà biếu hay chưng Tết. Thông qua mạng xã hội, những khách hàng đã đặt mua quýt đường của nhà vườn. Dự kiến sản lượng quýt năm nay sẽ không đủ bán. Do ảnh hưởng của dịch bệnh vàng lá cân xanh, nên diện tích quýt đường cho trái vào dịp Tết tới của nhà vườn ở xã Long Trị không nhiều. Điểm mới năm nay là nhà vườn có kênh tiêu thụ mới là bán hàng thông qua mạng xã hội, nhận được thêm nhiều đơn hàng hơn. Một kiểu bán hàng hot hiện nay mà bà con nông dân áp dụng tìm đầu ra cho mình. Và cũng tại miền Tây, ở vùng đất Sen Hồng, Đồng Tháp xuất hiện nhà nông tập làm dưa lưới trong nhà màng, khắc chữ thư pháp và tạo hình trên dưa lưới. Đặc biệt là có thể khách hàng sẽ đặt khắc tên người cũng được nữa. Nhưng mà thưa bà con, cho năm nay thì cầm tinh con heo cho nên là dưa lưới hình chú heo vàng cũng được chào hàng qua tay nghề của anh Trần Thanh Tiền, quê Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thời điểm này, nông dân Trần Thanh Tiền đang tất bật khắc chữ thư pháp và tạo hình trên dưa lưới trồng trong nhà màng. Anh cho biết, dưa lưới được chọn khắc chữ, trái đạt trọng lượng từ 800 gram trở lên, phát triển tròn đều, tất cả công đoạn khắc chữ đều làm bằng tay. Chủ yếu là các chữ phúc lộc thọ, phát tài, chúc mừng năm mới hoặc theo tên của khách hàng đặt. Đặc biệt, năm nay anh cũng thử nghiệm tạo hình cho dưa lưới, hình được tạo là hình thỏi vàng và con heo, tạo sự mới lạ, độc đáo cho sản phẩm dưa lưới. Được biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh cung ứng nhu cầu thị trường khoảng 3 tấn dưa lưới sạch, được trồng theo kỹ thuật công nghệ cao. Trong đó có 200 cặp dưa lưới khắc chữ thư pháp và tạo hình, tất cả đều cháy hàng vì đã được đặt trước. Hy vọng cái Tết năm nay, nhiều nhà vườn sẽ được trúng lớn để có được cái Tết trọn vẹn và đủ đầy. Vào thời điểm này, sản lượng khô cá khoai ở thị trấn Cái Rô Chàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đang rất là hút hàng, được giá. Trước đây, làng nghề làm khô khoai tại thị trấn chủ yếu là tập trung ở khóm 4 và khóm 5. Nhưng mà đến nay, quy mô sản xuất đang được mở rộng, nhiều hộ tăng trữ lượng nhằm đáp ứng nhu cầu cho thị trường Tết Nguyên đán 2019. Từ tháng 4 năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể thương hiệu cá khoai Cái Rô Chàm, thì giá trị mặt hàng này ngày càng tăng cao, người tiêu dùng cũng tin tưởng hơn. Kể từ đó đến nay, mặt hàng cá khoai tươi, khô khoai và các sản phẩm làm từ cá khoai luôn hút hàng, đắt khách. Trong đó đặc biệt là đối với sản phẩm khô khoai,
Sản phẩm này luôn có giá cao, ổn định, với mỗi kg loại 1 có giá khoảng 300.000 đồng. Nó phân loại tới 2-3 loại cá, là cá chung, cá lớn, khác. Giá thì mỗi cái giá nó khác nhau đó. Hiện nay tại thị trấn Cái Đôi Vàm có 14 cơ sở sản xuất, hộ gia đình sử dụng nhãn hiệu cá khoai Cái Đôi Vàm với cam kết đảm bảo chất lượng, giữ vững thương hiệu. Ngoài ra còn có khoảng 15-20 hộ gia đình khác nằm trong làng nghề làm cá khô khoai. Trung bình với 1 tấn cá tươi sau khi trừ chi phí sẽ cho thu nhập từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Từ khi thương hiệu cá khoai Cái Đôi Vàm được công nhận nhãn hiệu tập thể, nghề làm cá khô khoai tại đây phát triển mạnh, không chỉ tăng thu nhập cho các hộ kinh doanh mà còn giải quyết được một lượng lớn lao động tại địa phương. Nhà vườn trong cúc miền Tây bán cúc rất có giá, điều này cho thấy là nhà vườn canh tác phụ thuộc vào thời tiết và thị trường rất lớn. Loại hoa cúc đang tăng giá ở miền Tây thời điểm này đó chính là hoa cúc mâm xôi. Nông dân ở làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp đã được thương lái đến đặt mua gần hết với giá khá cao. Cụ thể, đối với những chậu hoa cúc mâm xôi ra hoa đúng Tết, được thương lái đến tận vườn đặt cọc với giá dao động từ 160 đến 180 ngàn đồng một cặp, cao hơn năm ngoái khoảng 40 ngàn đồng. Năm nay, đa số các ruộng hoa cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc đều trổ hoa đúng vào dịp Tết. Một số giỏ hoa nở sớm cũng được tiêu thụ vào dịp Tết dương lịch với giá cao nên nhiều nông dân rất phấn khởi. Cây cúc mâm xôi có thời gian trồng khá dài, lên đến 6 tháng. Những năm gần đây, thời tiết thay đổi thất thường nên việc xử lý cây cúc mâm xôi ra hoa đúng Tết gặp nhiều khó khăn. Năm nay, nông dân làng hoa Sa Đéc chỉ cung ứng cho thị trường Tết 150.000 giỏ hoa, giảm khoảng 50.000 giỏ so với dịp Tết năm ngoái. Kính thưa bà con và quý khán giả, Đà Lạt vẫn là thủ phủ hoa cả nước với đa dạng chủng loại hoa và đặc biệt nơi đây sở hữu những giống hoa nhập ngoại cực đẹp mà chỉ có không khí, thổ nhưỡng nơi đây mới nuôi dưỡng được cho ra những cành hoa đẹp như vậy. Và anh Minh Thiện nhìn xem những cái hoa cát tường này rất là đẹp có đúng không? Không chỉ cát tường đâu mà ly ly hay là địa lan và hoa hồng cũng đang sinh trưởng phát triển rất là tươi tốt. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kết hợp với mưa gió thất thường khiến cho một số vườn địa lan trên địa bàn Đà Lạt đã có dấu hiệu trổ hoa, khả năng nở sớm là rất lớn. Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, tổng diện tích hoa các loại phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay của Đà Lạt là 1.500 ha. Trong đó diện tích hoa cúc là 544 ha, hoa hồng 312 ha, lê ơn 154 ha, lily là 75 ha, tương đương khoảng 25 triệu cành, cát tường 120 ha, khoảng 40 triệu cành, địa lan 35 ha, khoảng 400.000 cành và một số loại hoa khác chiếm 260 ha. Bên cạnh rau, hoa, cà phê, hồ tiêu, chè Lâm Đồng cũng nức tiếng gần xa. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết, hiện nay toàn thành phố có 7.000 hectare chè các loại với sản lượng bình quân đạt gần 90.000 tấn chè búp tươi mỗi năm. Theo đó thì năm 2018, lĩnh vực sản xuất chế biến chè mang lại cho địa phương nguồn thu hơn 345 tỷ đồng. Từng bước đưa cây chè vào liên kết chuỗi nên ngành chức năng đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất, hợp tác chế biến sâu và hình thành vùng nguyên liệu chè để xuất khẩu. Theo thống kê, trong năm 2018, sản lượng chè chế biến của toàn thành phố Đà Lạt hơn 20.000 tấn, trong đó chè ô long đạt trên 320 tấn. Sản lượng còn lại là chè đen, chè xanh và các loại chè ướp hương. Cùng với đó, chè sơ chế cũng tăng khá và đạt sản lượng xuất khẩu trên 5.300 tấn. Thời gian tới, để đáp ứng nguồn nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến chè, thành phố Bảo Lộc tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ chè đạt hiệu quả bền vững. Giống luôn là yếu tố cốt tử, đầu tư cho cây giống là hướng đi hợp lý để phục hồi diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bảo vệ thương hiệu, những sản phẩm kết tinh từ đất lành. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản thống nhất danh mục hỗ trợ nâng cấp 5 vườn ươm cây giống cà phê trên địa bàn trong năm 2019 thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng, VinSat Lâm Đồng. Trong đó, vườn ươm Đăng Sang tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm có quy mô diện tích lớn nhất với 4.200 m2. Tiếp theo là diện tích 3.500 m2 của vườn ươm Hữu Thiên, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc. Còn lại ở huyện Lâm Hà với 3 vườn ươm Nguyễn Minh Quốc ở thị trấn Nam Bang, Bảy Hồng tại xã Đạ Đờn và Lâm Khuê, xã Trà Lâm. Sản xuất cây giống cà phê với diện tích lần lượt là 2.900 m2, 2.800 m2 và 2.000 m2.
Việc chọn lựa hỗ trợ nâng cấp 5 vườn ươm nói trên nhằm cung cấp nguồn cây giống cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng cho nông dân Lâm Đồng tái canh đạt hiệu quả cao ngay từ đầu mùa mưa năm 2019. Diện tích cây ăn trái tỉnh Lâm Đồng tăng lên những năm gần đây do nông dân thực hiện các mô hình chuyển đổi theo chủ trương của tỉnh. Đáng chú ý là sầu riêng, bên cạnh đó còn có măng cụt, cam và bưởi. Còn cam Vinh là tên gọi chung của những loại cam đến từ vùng đất Nghệ An, với vị ngọt thanh mát đặc trưng, hương thơm nồng không lẫn vào đâu được. Cam Vinh cho trái tròn đều, mọng nước và cho giá trị kinh tế khá cao, được người tiêu dùng khắp cả nước ưa chuộng. Những tưởng cam Vinh chỉ thích nghi với vùng đất Nghệ An thôi, nhưng mà khi mang về Lâm Đồng trồng thì cũng rất là hiệu quả. Mời bà con và các khán giả cùng xem ghi nhận của phóng viên 365 ngày chuyển động. Nắm bắt được xu thế này, chàng trai trẻ Nguyễn Đình Hưng đã đưa giống cam Vinh về trồng thử nghiệm tại Đờ Răng. Từ năm 2015, sau 3 năm trồng, từ 300 cây cam ban đầu, anh Hưng đã nhân lên diện tích 600 cây trên 6 sào đất. Cam Vinh trồng ở Đờ Răng cho năng suất vượt trội, ra trái quanh năm và hương vị được giữ nguyên so với vùng đất mẹ. Nói chung là cái yếu tố của đất Đờ Răng này, nó được cái đất mình không nói nhưng cái khí hậu nó tốt. Như trọng lượng của trái này nó chỉ rơi vào cái tầm độ 3 trái rưỡi đến 4 trái 1 ký. Và nếu như ở cái đất nào mình không nói, nhưng mà cái đất Đờ Răng này thì nếu như vào năm thứ 5, năm thứ 6 một cây nó đeo ít nhất phải có từ 2 tạ rưỡi trở lên, 250 ký trở lên. Đó, thành thử ra nó rất là đạt. Và cái đầu tiên mà mình cảm thấy nó thích thú đó là nó có cái trái quanh năm. Như trên cây của mình, cái trái đang thu có và cái trái bắt đầu gọi là màu xanh có, trái chuyển sang da đồng, da vàng có, và có những trái nó nhỏ và thậm chí có những cành bây giờ đang ra bông, ra lụ. Với giá thành thời điểm hiện tại là 25-30 ngàn đồng một ký, vườn cam chỉ đủ số lượng để bán cho bà con ở địa phương thưởng thức, không đủ cung cấp cho các thị trường khác. Dự kiến khi vườn cam ở năm thứ 5, thứ 6, giai đoạn trưởng thành của cây cam, mỗi cây có thể cho năng suất 300-400 ký một năm. Điều khác biệt của vườn cam của gia đình anh Nguyễn Đình Hưng là cam cho trái quanh năm. Mỗi cây có thể mang một lúc rất nhiều thế hệ trái. Đó là điều hiếm có, bởi cam Vinh vốn chỉ cho thu hoạch 2-3 tháng một năm. Lần đầu tiên bắt tay làm nông, tuy nhiên, chàng thanh niên trẻ có thể gọi là thành công khi thử nghiệm giống cây mới trên đất Đờ Răng. Tuy chỉ vừa cho trái hơn một năm, lại chưa phải giai đoạn phát triển của cây cam, nhưng anh Hưng đã bán ra thị trường 6-7 tấn cam Vinh. Theo anh, nếu chăm sóc tốt, vườn cam sẽ cho thu hoạch gần 20 năm. Cái này thì nói chung là nó cũng dễ chứ không phải là khó. Tại vì so với cái thằng cam đường với thằng quýt ở đây bà con trồng thì yếu tố của thằng cam Vinh này nó lại không đòi hỏi nặng nề như vậy. Nói chung là chăm nó dễ, mình cũng theo đợt, theo thuốc, theo phân thôi, chứ cũng không có gì là cầu kỳ đâu. Ví dụ trong vòng một tháng là mình cứ bơm cho nó một đợt. Chủ yếu là làm sạch trái thôi. Sạch trái là để đỡ ảnh hưởng những con sâu, con bọ trĩ, bọ triệt thôi. Đây là một mô hình mới ở địa phương. Và cái mô hình này có thể là nhân rộng ra để tăng thu nhập cho bà con nông dân. Hiện tại không chỉ bán trái, anh Hưng còn cung cấp giống cho bà con nông dân ở địa phương. Các tỉnh lân cận như Ninh Thuận, Đồng Nai cũng đang mua giống từ anh Hưng rất nhiều. Hy vọng với những ưu điểm vượt trội này, khi trồng cam trên đất Lâm Đồng, cam Vinh sẽ giúp bà con nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Mỗi cây trồng bén duyên trên vùng đất mới là cơ hội giúp nông dân có thêm một mô hình làm giàu trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu. Người dân Tây Nguyên thì vẫn bao đời nay miệt mài chịu khó. Có những nơi xa xôi hẻo lánh thì bà con vẫn luôn tìm tòi cho mình những mô hình thích hợp, nắm kịp chủ trương của tỉnh. Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Thưa bà con, địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, điện thoại 0263 3829 930. Nếu bà con nào có ý kiến phản hồi về chương trình hoặc muốn tìm kiếm cây con giống mới, mô hình hay, hãy liên lạc với 365 ngày chuyển động qua địa chỉ này. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.